Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà gài cái khóa D-ring ở trên cái nón full face ha. Thì tại một số bạn á, mình thấy là chạy nón á, xài khóa gài quen rồi. Cái gì mà qua khóa D-ring khóa kiểu này nè. Cái khóa mà không có khóa gài vô á, một cái dây bên đây thôi. Rồi. Một dây bên đây thôi với lại cái khóa này thôi. Thì không biết phải gài làm sao. Cái khóa này là cực kỳ phổ biến trên những cái nón xịn nha, ví dụ như là ATV nè, hoặc Shoei nè. Đó, hoặc là KYT thì có hai loại, vừa là khóa bậc thang vừa là khóa D-ring kiểu này. Đó, thì cái nón của mình là một cái nón loại bình dân thôi, nhưng mà vẫn có khóa D-ring, do cái nón này được thiết kế cho một số để nghiên cứu thôi, một số người đội để nghiên cứu thôi, thì mình vô tình mình có một cái nón này thì cũng khóa D-ring luôn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng khóa D-ring này nha. Rồi bây giờ em đội cho đi. Đầu tiên á, muốn đội nón mình banh cầm hai cái dây nè. Không có cầm hai cái dây á, cầm dây banh ra, rồi banh ra trong phần mút ra động này nè, rồi thọt vào đầu. Đúng rồi, thọt vào để cho tóc nó, rồi dán tóc lên. Rồi xong, bắt đầu mình xử lý cái khóa nè. Đầu tiên là sao? Các bạn cầm hai cái khóa này một lượt luôn ha. Em buông tay một cái. Hai khóa này cầm lại một lượt luôn. Rồi. Cầm hai khóa một lượt nha, rồi thọt qua, thọt cái dây qua hai khóa đó. Không có cho cái dây nó bị sẵn lại nha. Rồi xong, bước thứ hai. Em giở tay đi. Bước thứ hai. Các cái khóa thường nó sẽ có một cái dây. Nó gắn với một khóa D. Và một cái khóa D nó không có dây ha, thì mình sẽ dùng, mình cầm cái dây này mình tách hai cái khóa D ra. Một số cái nó không có dây, nó sẽ có cái phần nhựa kim loại nó hơi rộng nó xíu, thì mình thọt tay mình thấy nó nhô, mình tách hai khóa D ra. Rồi tách đi em, tách hai cái khóa ra, tách được chưa? Rồi tách rộng ra. Rồi và lấy cái cọng dây của mình á, cái đầu dây á, mình lòn xuống dưới cái khóa D mà nó có cái cọng dây hoặc là có cái dấu cho nó rộng á. Không phải giữ là một cái nè, hai cái nè ha. Em buông tay đi. Hai cái nè. Hai cái khóa, buông hẳn tay kia luôn. Hai khóa này đúng không? Mình giữ lại khóa này. Mình đã thả lỏng khóa dưới. Rồi, giữ khóa này nè. Khóa cái khóa mà không có cái dây á. Rồi bắt đầu mình lòn vô khóa phía dưới. À, rồi lòn đi em, giữ khóa này lại. Rồi lòn qua. Rồi xong, vậy là cài xong nha. Tức là cái khóa trên á, cái khóa mà không có chữ D, không có cái dây á, nó sẽ là cái để cho cái cọng dây bên kia á, nó lòn qua. Còn cái khóa mà có cái dây đỏ là cái khóa để cho nó giữ lại thôi. Rồi bây giờ bắt đầu tăng chỉnh nè. Cái khóa D-ring này tăng chỉnh rất là dễ luôn. Em thọt hai ngón tay vô cái cổ đi. Thọt hai ngón tay của tay kia kìa. Vào cổ đi rồi. Cầm cái hai tay này đi. Thọt tay vô, hai ngón tay này vô cổ. Rồi, cái tay kia cầm cọng dây. Rồi, siết dùng cái tay phải á, siết mạnh cọng dây qua bên kia. Siết tới khi nào vướng cái tay mình vào cổ. Rồi. Cái tay mà vừa chập cổ, rút hai ngón tay ra là vừa. Rồi, vậy là vừa. Ok không? Và bấm cúp lại, có cúp nè, bấm cúp lại. Rồi đấy. Đấy là cái quy trình để đòi một cái nón mà có khóa D-ring. Thì tại vì mình thấy nhiều anh em á không có lòn cái này đâu, mà lòn thẳng từ bên kia, sọt qua hai cái khóa này, xong bấm cúp lại. Chỉ là nó có dính. Nó không có dính. Nếu mà các bạn lòn kiểu đó là nó chỉ có bấm vô cái cúp thôi. Còn khi mà bạn té nó bứt ra. Nó bứt cái nón ra. Siết quá hay bứt khóa tay sao vậy? Không, bình thường. Dạ, được không? Rồi. Đó. Cho nên là dùng khóa đi riêng là phải cài theo đúng cái quy trình đó nha. Còn không là các bạn sẽ, nó cài không đúng là nó tuột á, nó ngã xuống nó bứt ra đó. Rồi ok, thì đây một số hướng dẫn nhỏ để cho các anh chị em mà dùng cái nó mà có khóa đi riêng mình biết mình xử lý nha. Rồi chúc mọi người lái xe an toàn.